Tin giáo hội Ý Rất nhiều nữ tu Ý qua đời vì virus corona. Theo báo Avenir của Hội đồng Giám mục Ý, virus corona không chỉ tấn công các linh mục và các nam tu sĩ, nhưng cả các nữ tu ở Ý cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề. Từ khi đại dịch bùng phát, virus corona đã tấn công nhiều nhà dòng ở Ý, gây kinh hoàng nhất là trường hợp 13 nữ tu dòng Palazzolo ở Bergamo, đã qua đời vì virus corona, đa số các nữ tu này bị nhiễm virus corona trong khi phục vụ tại các nhà hưu dự do các chị coi sóc. Ngoài ra, virus corona gây tử vong cho 8 nữ tu dòng truyền giáo thánh Comboni ở Bergamo, 7 nữ tu dòng các nữ tu công nhân của Thánh gia Nazareth ở Presciano, 6 nữ tu dòng Thánh Dorote ở ở Piacentino và năm nữ tu dòng khôn ngoan ở Sanremo, đặc biệt năm nữ tu y tá dòng Đức Mẹ Sầu Bi ở Como và bảy nữ tu Đa Minh Chân Phước Imenda ở Bologna là những trường hợp tử vong mới nhất do đại dịch Covid-19 gây ra. Con số nhiều nữ tu trong cùng một cộng đoàn qua đời thật sự gây lo ngại, như trường hợp năm nữ tu y tá dòng Đức Mẹ Sầu Bi một dòng được thành lập hơn 150 năm và điều hành bệnh viện Dus, Sáu chị khác trong dòng cũng bị nhiễm virus khi đang dấn thân trên tuyến đầu chống dịch bệnh. Hai chị đang trong phòng chăm sóc đặc biệt.